Báo Hàn Quốc nhận định đội tuyển Việt Nam không còn là chính mình. Mới đây, tờ Newsnet của Hàn Quốc đã đăng tải bài viết phân tích về sự sa sút của tuyển Việt Nam sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Lần đầu tiên sau 7 năm 1 tháng 16 ngày, đội tuyển Việt Nam mới để thua Indonesia. Đáng tiếc hơn, trận thua này khiến đoàn quân áo đỏ sớm trở thành khán giả ở ASEAN Cup 2023. Thất bại khó chấp nhận này khiến huấn luyện viên Chau Sia đang nhận nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ và liên tục bị đem ra so sánh với người tiền nhiệm Park Hang-seo. Mới đây, tờ Newsnet của Hàn Quốc đã đăng tải bài viết với tiêu đề "Tôi nhớ phép thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo". Kể từ khi ông không còn dẫn dắt, đội tuyển Việt Nam đang dần trở thành một đội bóng yếu. Tờ này viết tiếp, trước khi bị Indonesia loại, đội tuyển Việt Nam lập thành tích vào tứ kết lần đầu tiên sau 12 năm ở giải đấu trước. Đó là ASEAN Cup 2019. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, họ đã thể hiện phong độ cực kỳ ổn định và nổi lên như chú ngựa ô ở châu Á. Sau đó, Việt Nam vô địch SEA Games 2019 lần đầu tiên trong lịch sử của mình sau 60 năm. Năm 2020, Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup và thậm chí còn giành một chiến thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã biến bóng đá Việt Nam từ vùng ngoại vi trở thành cường quốc của khu vực Đông Nam Á và là ngựa ô châu Á. Mới đây, tuyển Việt Nam đã phải cúi đầu trước Indonesia. Bóng dáng của đội tuyển số 1 Đông Nam Á không thấy đâu cả. Huyền thoại vào tứ kết ASEAN Cup năm 2019 đã tan biến như ảo ảnh. Đội tuyển Việt Nam không còn phép thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo không còn là chính mình. Tờ Siam Sport bình luận về đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào ASEAN Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 94 thế giới với 1.235,58 điểm. Tuy nhiên, sau khi thất bại trước Nhật Bản và Indonesia, họ đã tụt xuống vị trí thứ 99 thế giới. Đội bóng của huấn luyện viên Chau Sia bị trừ 29,69, chỉ còn lại 1.205,89 điểm. Ngày đội tuyển Việt Nam chia tay vị trí số 1 Đông Nam Á không còn xa. Đội tuyển Việt Nam vẫn còn một trận đấu ở ASEAN Cup 2023 với Iraq vào ngày 24 tháng 1 nếu tiếp tục thất bại trong trận đấu sắp tới. Nhưng chiến binh sao vàng có nguy cơ bật khỏi top 100 thế giới lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2018. Huấn luyện viên giỏi cần bao nhiêu ngày để khẳng định tài năng và ngừng thử nghiệm? Trong một bản thống kê các huấn luyện viên ở ASEAN Cup 2023, 10 nhà cầm quân có thời gian ngắn nhất tại đội tuyển quốc gia thì huấn luyện viên Chau Sia xếp cuối. Huấn luyện viên Chau Sia đứng cuối trong bản danh sách này có nghĩa quãng thời gian mà ông gắn bó với tuyển Việt Nam dài hơn 9 nhà cầm quân còn lại. Huấn luyện viên Chau Sia có 327 ngày, tân huấn luyện viên Thái Lan Masatada Isi đứng đầu với số ngày ngắn nhất, 41 ngày. Thời gian làm việc rất ngắn nhưng huấn luyện viên Masatada Isi giúp Thái Lan giành 4 điểm sau 2 trận đấu ở ASEAN Cup 2023. Dự kiến tăng 12 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và khả năng cao lấy ngôi số 1 Đông Nam Á của tuyển Việt Nam. Thái Lan của huấn luyện viên Masatada Isi có lối chơi thực dụng, tính tổ chức và kỷ luật cao tại ASEAN Cup 2023. Bằng chứng là Thái Lan cầm bóng ít hơn các đối thủ và chưa nhận bàn thua. Trước huấn luyện viên Masatada Isi, tuyển Thái Lan từng bổ nhiệm huấn luyện viên Putking ở AFF Cup 2020. Huấn luyện viên Putking chỉ cần vài ngày chuẩn bị lối chơi kiểm soát bóng một cách bài bản, thậm chí đá xong trận mở màn thì Thái Lan mới có đủ quân số. Nhưng voi chuyển lên ngôi đầy thuyết phục ở AFF Cup 2020. Huấn luyện viên Park Hang-seo thành công với bóng đá Việt Nam là ví dụ điển hình. Ông Park đến Việt Nam và ký hợp đồng vào ngày 11 tháng 10 năm 2017. Nhà cầm quân người Hàn Quốc lập tức giúp U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan ở sân khách. Sau đó tạo ra kỳ tích ở U23 châu Á vào đầu năm 2018, kể đến top 4 ASEAN 18 và vô địch AFF Cup 2018. Trong vòng một năm, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn thành lời hứa đưa tuyển Việt Nam vào top 100 FIFA, đứng đầu Đông Nam Á. Điểm chung giữa ba nhà cầm quân kể trên là gì? Họ không có khái niệm thử nghiệm đội hình liên tục, hay nói cần thời gian để uốn nắn cầu thủ nắm bắt chiến thuật. Họ bắt đầu từ việc lựa chọn con người giỏi nhất và dựa trên nền tảng có sẵn của người tiền nhiệm, sau đó nâng cấp và hoàn thiện mọi mặt. Họ cũng không ca thán nhiều về nền bóng đá hay các cầu thủ theo nghĩa yếu kém, giống như một cách đổ lỗi sau mỗi thất bại. Với huấn luyện viên Chau Sia, mọi thứ gần như hoàn toàn ngược lại về thời gian lẫn thành tích. Ông dẫn U23 Việt Nam dự U23 Doha Cup 2023 toàn thua thì nói đang thử nghiệm, chuẩn bị để giành huy chương vàng SEA Games 32. Thất bại trong việc bảo vệ huy chương vàng SEA Games thì huấn luyện viên Chau Sia nói về U23 châu Á, World Cup và Olympic. Câu chuyện này như văn mẫu ở ASEAN Cup 2023. Nhà cầm quân người Pháp có suy tính thắng Nhật Bản. Trận ra quân thất bại thì ông nói thắng Indonesia và mục tiêu 6 điểm. Việt Nam thua Indonesia thì huấn luyện viên Chau Sia có mục tiêu 3 điểm trước Iraq. Mọi thứ cứ theo vòng tròn hứa hẹn dành cho người hâm mộ Việt Nam. Một năm dành cho huấn luyện viên Chau Sia là quãng thời gian không hề ngắn, thậm chí là rất dài nếu nhìn từ ba huấn luyện viên ở phần đầu bài viết. Nhưng người hâm mộ cảm nhận tuyển Việt Nam vẫn đang thử nghiệm, lối chơi khó đánh giá được là tấn công hay phòng ngự. Liệu chúng ta phải chờ đợi huấn luyện viên Chau Sia thử nghiệm đến bao giờ?
Báo Trung Quốc chỉ ra sai lầm của huấn luyện viên Chausseur. Trang Sina của Trung Quốc cho rằng huấn luyện viên Chausseur áp dụng triết lý trẻ hóa cho tuyển Việt Nam song chưa có được thành công như mong muốn. Tuyển Việt Nam vừa gây thất vọng khi để thua Indonesia ở vòng bảng ASEAN Cup, qua đó chính thức bị loại khỏi sân chơi này dù còn một trận chưa thi đấu. Trang Sina của Trung Quốc cho rằng huấn luyện viên Chausseur áp dụng triết lý trẻ hóa cho tuyển Việt Nam song chưa có được thành công như mong muốn. Huấn luyện viên Chausseur đã thúc đẩy mạnh mẽ việc trẻ hóa đội tuyển Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức. Trong đó, các cầu thủ cũ như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải và một số cái tên khác ít được trọng dụng hơn và vai trò cũng dần giảm, thậm chí không được dự ASEAN Cup lần này vì những lý do khác nhau. Chính điều đó đã khiến đội tuyển Việt Nam đầy non trẻ tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong thực chiến và sớm bị loại khỏi ASEAN Cup 2023, Sina bình luận. Trong khi đó, tờ He Metro Malaysia đánh giá hàng công của đội tuyển Việt Nam quá cùn ở trận đấu với Indonesia. Vì thế, ngay cả khi kiểm soát hoàn toàn trận đấu, dòng vàng cũng không tạo ra khó khăn cho đối thủ. Trong khi đó, Indonesia sắc bén trong những tình huống phản công. Tới ngày 24 tháng 1, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với Iraq. Dù đó chỉ là trận đấu thủ tục nhưng đội bóng của huấn luyện viên Chausseur vẫn cần hướng tới chiến thắng để dần lấy lại niềm tin nơi người hâm. Tuyển Indonesia và Việt Nam sẽ còn gặp nhau hai trận nữa trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á vào các ngày 21 và ngày 26 tháng 3. Kết quả hai trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định vé đi tiếp của bảng F và tương lai của huấn luyện viên Chausseur. Đội lần đầu dự ASEAN Cup góp phần đẩy tuyển Việt Nam khỏi top 100 thế giới. Đội tuyển Tajikistan lần đầu tiên vượt qua vòng bảng ASEAN Cup, đồng thời thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA. Tối ngày 22 tháng 1, đội tuyển Tajikistan giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp ASEAN Cup 2023. Đội bóng này xếp thứ hai bảng A với 4 điểm nhờ trận hòa Trung Quốc và trận thắng trước Lebanon. Đội tuyển Tajikistan tạo cột mốc lịch sử bởi đây là lần đầu tiên họ tham dự một kỳ ASEAN Cup. Bên cạnh đó, đội bóng Trung Á tạm thời lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA và có thể là một trong những tác nhân để đội tuyển Việt Nam ra khỏi danh sách này. Theo công thức tính điểm ELO của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, đội tuyển Tajikistan được cộng thêm 17,41 điểm sau trận thắng Lebanon và xếp vị trí thứ 99 thế giới. Đây là vị trí mà đội tuyển Việt Nam nắm giữ sau trận thua Indonesia. Đại diện của Đông Nam Á tụt thêm một bậc xuống hạng 100 thế giới. Thứ hạng của đội tuyển Việt Nam liên tục thụt lùi từ tháng 10 năm 2023 tới nay. Đội bóng của huấn luyện viên Philippe Chausseur thắng duy nhất trước Philippines, còn lại đều phải nhận thất bại. Đội tuyển Việt Nam có nguy cơ văng khỏi top 100 thế giới nếu tiếp tục thua Iraq ở lượt trận cuối. Các đội tuyển phía sau cách Việt Nam với điểm số không lớn. Trở lại với đội tuyển Tajikistan, họ giành suất đi tiếp theo kịch bản hấp dẫn. Thầy trò huấn luyện viên Peter Sech buộc phải thắng Lebanon ở lượt cuối, đồng thời hy vọng đội tuyển Trung Quốc không thắng Qatar. Đội tuyển Tajikistan khởi đầu không suôn sẻ khi để thủng lưới trước. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Kasım An Jin giúp Tajikistan chơi hơn người từ phút 56. Họ thắng ngược nhờ hai pha lập công của Pavis Zinyumabey và Nuristin Kharukulov. Đó là một trận đấu kỳ quặc, rất khó khăn. Đừng quên chúng tôi hai hận bị hủy bàn thắng. Đó là quyết định đúng đắn nhưng khiến chúng tôi xuống tinh thần. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Họ thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời, huấn luyện viên trưởng Peter Sech bày tỏ. Đội tuyển Lebanon chơi tốt nhưng tôi nghĩ Tajikistan có cơ hội. Chúng tôi nhận thấy họ mệt mỏi nên tiếp tục tấn công. Với trận đấu kiểu này, bạn phải chơi hết sức mình. Tôi tin vào các cầu thủ, họ có cá tính tuyệt vời. Người Tajikistan là những chiến binh và họ chiến đấu đến cùng. Huấn luyện viên trưởng Peter Sech cho biết hành trình của Tajikistan sẽ tiếp tục và hướng tới mục tiêu cao hơn. Nhà cầm quân người Croatia nói thêm, tôi nói chuyện với Joachim Löw, cựu huấn luyện viên đội tuyển Đức, rằng đây là giải đấu đáng kinh ngạc và ông ấy có thể thấy qua trận đấu này. Việc giành quyền dự ASEAN Cup là chuyện chỉ có trong mơ. Thế rồi, giấc mơ lại thành hiện thực khi chúng tôi vượt. Qua vòng bảng và lại tiếp tục mơ mộng. Đi tìm năng lượng tích cực cho tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị tốt trước trận cuối cùng gặp Iraq tại ASEAN Cup 2023. Đây là lúc thầy trò huấn luyện viên Chausseur cần tích lũy nguồn năng lượng tích cực. Sau khi tuyển Việt Nam bị loại sớm tại ASEAN Cup 2023, nhiều ý kiến tiêu cực đã dành cho đội tuyển Việt Nam, nhất là với cá nhân huấn luyện viên Chausseur. Đây là điều trái ngược hoàn toàn so với trận thua Nhật Bản trước đó. Huấn luyện viên người Pháp từ chỗ có thêm sự ủng hộ đã trở lại trạng thái như trước khi bước vào giải đấu. Như chính ông đã từng cảm nhận rằng, tôi có đọc bình luận, 80% người hâm mộ không ủng hộ tôi và đội tuyển Việt Nam. Sau trận thua Indonesia, nhiều ý kiến từ dư luận đã muốn ông Chausseur mất việc. Có thể lúc này, ông thầy người Pháp cảm nhận được rằng số phần trăm không ủng hộ ông còn cao hơn 80%. Thậm chí, Bầu Đức cũng lên tiếng ý kiến về quan điểm lựa chọn huấn luyện viên cho đội tuyển Việt Nam. Và thật trùng hợp khi lúc này, người cũ được dư luận nhắc lại là huấn luyện viên Park Hang-soo lại đang trong tình trạng thất nghiệp.
tuyển Việt Nam cần nguồn năng lượng tích cực, ảnh, VFF, nhìn tổng thể, đó đều là những nguồn năng lượng thiếu tích cực. Và nó diễn ra ngay trước thềm trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trước Iraq. Trận đấu dù không còn ý nghĩa với tuyển Việt Nam tại giải đấu nhưng lại có ý nghĩa với cá nhân huấn luyện viên Chausseur. Bởi chỉ cần thua thêm một trận, nguy cơ cao, dư luận sẽ có tăng thêm những nguồn năng lượng tiêu cực. Thậm chí, có thể xảy ra cả một diễn đàn tranh luận, tẩy chay huấn luyện viên người Pháp. Thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam không chỉ thất bại ở một giải đấu mà còn thất bại trước chính các đối thủ ở tầm khu vực Đông Nam Á. Trận thua Indonesia khiến tuyển Việt Nam đánh mất vị thế vốn có dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong khi đó, tuyển Thái Lan ở giải đấu này lại đang chơi thăng hoa và có cơ hội lớn xoán ngôi vị số 1 Đông Nam Á mà tuyển Việt Nam na nắm theo bảng xếp hạng FIFA. Đó là khó khăn kép mà thầy trò huấn luyện viên đang đối mặt. Đây là lúc mà tuyển Việt Nam cần phát huy tinh thần không bỏ cuộc. Trong buổi tập gần nhất, trong lời chia sẻ với các học trò, huấn luyện viên Philippe Chausseur cho biết một người ở độ tuổi 70 và gần như đã có đầy đủ mọi thứ như ông. Nhưng vẫn luôn giữ động lực cho mình để tiếp tục làm việc, vẫn hàng ngày dốc hết sức mình để đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Vì vậy, ông mong rằng các cầu thủ đang ở giai đoạn sung sức nhất của cuộc đời hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu trong mọi hoàn cảnh, trước hết là để phát triển bản thân. Sau đó là biến những khát vọng, những hoài bão trở thành hiện thực. Không có con đường nào đến vinh quang mà lại dễ dàng cả. Chiến thắng là nhiệm vụ khó khăn với tuyển Việt Nam ở thời điểm mà họ không còn cơ hội đi tiếp. Trận đấu với đội tuyển Iraq sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 1 tới. Về lực lượng, đội tuyển đã có sự trở lại của tiền đạo trẻ Đình Bắc. Tuy nhiên, hai cầu thủ bị chấn thương trong trận đấu với Indonesia là Tuấn Hải và Văn Tùng vẫn đang tập hồi phục dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu. Ở chặng đường phía trước, tuyển Việt Nam gặp lại Indonesia và Iraq tại vòng loại World Cup 2026 lần lượt vào tháng 3 và tháng 6 tới. Do đó, trận đấu với Iraq sẽ là cơ hội để các cầu thủ được trao thêm cơ hội thể hiện, tích lũy. Đó không chỉ là chuyên môn mà còn là nguồn năng lượng tích cực hơn. Bởi mọi sự chỉ trích thời điểm hiện tại sẽ mang đến những áp lực không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Chausseur. Bóng đá cũng có những giai đoạn trầm lắng sau ánh hào quang. Có thể ông Chausseur chưa thành công ngay lập tức, nhưng những gì ông đang xây dựng có cơ sở để hy vọng. Xét ở một góc độ nào đó, tuyển Việt Nam vẫn còn khoảng cách quá xa với đấu trường châu lục. Với tiềm lực hiện tại, chúng ta chỉ có thể chấp nhận kiên trì để xây nền móng. Tuyển Thái Lan đang hướng đến top 100. Tuyển Thái Lan hòa Oman trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại vòng bảng ASEAN Cup 2023. Dựa trên công thức tính điểm của Liên đoàn bóng đá thế giới, đội bóng xứ chùa vàng sẽ được cộng thêm 3,98 điểm. Như vậy, Thái Lan sẽ có tổng 1.198,86 điểm và vươn lên vị trí thứ 102 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, sau hai lượt trận vòng bảng, tuyển Việt Nam bị trừ 29,73 điểm, bao gồm 6.47 điểm trận gặp Nhật Bản và 23,26 điểm trận gặp Indonesia. Những chiến binh sao vàng chỉ còn 1.205,9 điểm và hơn Thái Lan 7,04 điểm. Người hâm mộ Thái Lan tỏ ra tiếc nuối bởi nếu đánh bại Oman ở trận đấu vừa qua, vòi chiến đã có thể xoán ngôi số 1 Đông Nam Á của tuyển Việt Nam khi được cộng đến 21,48 điểm và vươn lên vị trí thứ 97. Tuy nhiên, điều này không xảy ra. Ở lượt trận cuối vòng bảng, Thái Lan sẽ chạm trán với Saudi Arabia. Nếu thắng đối thủ này, thầy trò huấn luyện viên Isi Mazatada vẫn có cơ hội vượt qua Việt Nam. Trong trường hợp thua trận, họ phải chờ đến kết quả ở vòng 1/8 ASEAN Cup hoặc các trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Trước đó, tuyển Việt Nam từng vượt qua Thái Lan để giành vị trí số 1 Đông Nam Á từ tháng 12 năm 2017 và duy trì đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, Việt Nam cũng luôn nằm top 100 FIFA dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ tháng 11 năm 2018. Dù vậy, dưới thời huấn luyện viên Chausseur, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ bị đối thủ xoán ngôi. Đây là điều đáng buồn bởi có thời điểm khoảng cách giữa hai đội là rất xa nhau trên bảng xếp hạng FIFA.